Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Sau đây là bản tin đầu về thế giới. Hiện đã có trên 21.000 người chết vì virus corona, tức là COVID-19 trên toàn thế giới. Bản tin nói là số người chết tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu, nâng số ca tử vong toàn cầu lên gần 22.000, tức là 21.000 mấy trăm trong số khoảng gần 500.000 ca nhiễm bệnh. COVID-19 xuất hiện ở gần 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Ý, Tây Ban Nha là những nước có số ca tử vong trong một ngày cao nhất, trong khi số người nhiễm ở Mỹ tăng mạnh. Nước Ý là vùng dịch lớn thứ hai thế giới và là thứ nhất ở châu Âu, chỉ sau Trung Quốc, ghi nhận có tới 700 ca tử vong mới. Tổng cộng nước Ý báo cáo là có khoảng 75.000 ca nhiễm bệnh và khoảng hơn 7.500 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong của nước này là 10%, cao hơn gấp đôi trung bình trên toàn cầu chỉ có 4.6%. Và nước thứ hai là Tây Ban Nha, thưa quý khán giả, với khoảng 50.000 ca nhiễm và gần 4.000 ca tử vong, tăng lên khoảng 7.500 so với một ngày trước đó. Số người chết vì COVID ở Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc, nơi báo cáo là chỉ có 3.281 ca tử vong. Chấm dứt bản tin này thì quý vị nghĩ thế nào? Tin làm sao được Trung Quốc như Ngoại trưởng Mike Pompeo? Họ đóng cửa, họ đuổi phóng viên đi, họ muốn nói gì thì nói sao tin được, phải không thưa quý vị? Và bản tin còn cho biết tiếp là nước Đức đã ghi nhận thêm 4.332 ca nhiễm và có khoảng 50 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 37.400 và khoảng trên 200 người chết. Dù là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới và lớn thứ 3 ở châu Âu, tỷ lệ tử vong ở Đức chỉ có khoảng 0.5%, tức là họ control, họ điều chỉnh được. Bộ Y tế Đức cho biết là nước Đức đã thực hiện nhiều thử nghiệm và người nhiễm tại nước này thuộc thành phần khá trẻ. Tuy nhiên, họ cho rằng không nên quá chú ý đến tỷ lệ tử vong thấp vì tình hình có thể thay đổi. Tổng cộng ở châu Âu, báo cáo đã có hơn 14.000 người chết vì đại dịch COVID-19. Như vậy là chiếm khoảng 66% số ca tử vong toàn cầu. Riêng nước Iran vẫn là vùng dịch lớn thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc đại lục, với trên 27.000 người nhiễm và hơn 2.000 ca tử vong. Và nước này sắp ra lệnh cấm di chuyển giữa các thành phố sau khi hàng trăm nghìn người vẫn phớt lờ khuyến cáo hạn chế đi lại của chính phủ. Mai Tuấn mở ngoặc ở chỗ này một chút. Coi thường vẫn đi lại, đó là một trong những cái gọi là cái sơ hở lớn mà nước Ý và có thể cả như Tây Ban Nha, bây giờ lại nước Iran nữa, họ đang muốn là đóng luôn, không cho từ thành phố này sang thành phố khác. Và Mai Tuấn nhắc lại, bởi chúng tôi cũng đã được biết và đã được nghe là cái lệnh phong tỏa ở miền Nam, ngay miền Nam California là có nhiều tiệm mở hé hé đã bị phạt vài trăm mỹ kim và bị cảnh cáo nặng, rồi ra bãi biển đông người, dĩ nhiên là không được, nói là ở trong nhà đâu có bãi biển đâu có làm gì, mà ra bãi biển là không được. Bản tin kế tiếp Mai Tuấn gửi đến quý vị cũng liên quan đến virus corona, đó là nói tin về nước Nga. Nước Nga đã phải hoãn trưng cầu dân ý về hiến pháp vì virus corona. Ông Vladimir Putin vừa phải ra lệnh hoãn ngày bỏ phiếu thông qua hiến pháp sửa đổi, lẽ ra được thực hiện vào hôm 22 tháng 4 vừa qua. Văn bản này có các điều chỉnh sửa so với hiến pháp liên bang của Nga của năm 1993 để ông Putin, như chúng ta biết, có thể cầm quyền đến năm 2036. Nhưng nay vì dịch corona khiến cho các quan chức cao cấp của Nga đã gây sức ép lên ông Putin, buộc ông phải trì hoãn cuộc trưng cầu dân ý tới một hạn về sau mà không nói rõ là khi nào.
tham quyền cố vị và muốn ngay phải không thưa quý khán giả? Một bản tin khác về thế giới nói đến Nga cho người dân nghỉ làm một tuần có lương vì Covid-19. Ông Putin ra lệnh không có trưng cầu dân ý vì phải tụ tập đông người. Bây giờ lại có một cái tin khác bắt chước Hoa Kỳ, tức là ông Putin vừa ra lệnh cho dân chúng Nga ở nhà một tuần, nhưng mà trong cái tuần ở nhà đó thì được các hãng trả lương. Cái lương này dĩ nhiên là không biết là bản tin không nói rõ là của chính quyền liên bang của Nga, chính quyền trung ương đó, hay là của các tư nhân trả cho nhân viên của họ. Hãng tin TASS đã đưa tin như vậy cách đây hơn một ngày. Và ông Putin thì đã kêu gọi người dân Nga thể hiện tính kỷ luật cũng như trách nhiệm ở nhà trong bối cảnh dịch Covid-19. Ông nói mọi khuyến nghị phải được thực hiện. Chúng ta cần bảo vệ chính bản thân và những người thân thiết. Hãy tin tôi, điều an toàn nhất bây giờ là ở nhà. Bản tin sau cùng nói đến sân bay quốc tế ở thành phố London, thủ đô của nước Anh, ra lệnh đóng cửa. Sân bay của thành phố London, tức là bản tin sau cùng về thế giới chúng tôi gửi tới quý vị nhé. Thành phố London đã dứt khoát ra lệnh cho tất cả các chuyến bay từ ngày 25 tháng 3 đến hết tháng 4 dừng tất cả các chuyến bay. Mai Tuấn lặp lại, dừng tất cả các chuyến bay từ 25 tháng 3 đến hết tháng 4 vì dịch Covid-19. Chúng tôi đã ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết là đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại và tư nhân ở sân bay này. Đó là lời tuyên bố của thị trưởng thành phố London. Trong tình huống diễn biến nhanh và chưa từng có tiền lệ này, chúng tôi nghĩ đây là hành động có trách nhiệm. Ông nói tiếp, sân bay thành phố London như chúng ta biết là nằm ở khu Newham, miền đông của thành phố, là một trong 6 sân bay lớn của thủ đô Anh Quốc, phục vụ khoảng hơn 5 triệu lượt hành khách mỗi năm, chủ yếu là tới các điểm đến ở bên châu Âu. Hiện nay thì bản tin nói nước Anh ghi nhận có hơn 8.200 ca nhiễm và có khoảng 450 người tử vong và khoảng 130 người bình phục. Tức là con số bình phục chưa có được mạnh, rất nguy hiểm thưa quý vị. Và cũng như ngày hôm qua hôm kia, chúng tôi đã gửi Thái tử Charles, một người vương quyền và dòng tộc quý phái như vậy, đi đâu làm gì, ông đã bị dương tính với virus corona. Tuy rằng triệu chứng nhẹ nhưng mà ông đã bị. Và nước Anh đã phong tỏa toàn quốc từ hôm 23 tháng 3. Người dân chỉ được rời nhà để mua nhu yếu phẩm, tập thể dục một lần mỗi ngày, khám sức khỏe hoặc đi làm nếu bảo đảm rằng những công việc đặc biệt quan trọng. Còn nếu không là không được. Các trường học, các cơ sở giải trí, các phòng gym đều bị đóng cửa. Và bản tin sau cùng như chúng tôi đã gửi ở phần đầu, đây cũng là một tin rất đáng chú ý. Đó là loại thuốc có tên là chloroquine. Có phải là một loại thần dược để trị Covid-19 hay không? Quý vị nghe rõ, Mai Tuấn xin không có đọc nhanh, không có nói nhanh, không có nói liên thoáng để quý vị thấy rõ cái tin này. Dịch virus corona chủng mới tiếp tục lan rộng trên khắp hành tinh mà chúng ta đang sống, đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng và làm hàng trăm người bị nhiễm bệnh. Hơn 1/3 dân số thế giới đã phải tự giam lỏng ở trong nhà như chúng ta đã nghe. Trong hành trình tìm kiếm một thần dược để trị cái bệnh dịch này, một loại thuốc đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay go. Đó là sử dụng các loại thuốc có chứa chất chloroquine, chloroquine, được chiết xuất từ vỏ cây có tên là Cinchona officinalis ở Peru. Chloroquine xuất hiện trên thị trường dược phẩm của nước Pháp đã từ năm 1949 dưới cái tên gọi là Nivacaine.
quý vị, nhất là quý vị lớn tuổi chắc đã nghe đến tên này rồi. Sau này là Plaquenil do hãng dược Sanofi của Pháp bào chế. Thế nhưng tranh luận bùng nổ khi giáo sư có tên là Didier Raoult, lãnh đạo Viện Nhiễm Trùng học Địa Trung Hải ở Marseille của nước Pháp, dựa vào các nghiên cứu của Trung Quốc và một số thử nghiệm lâm sàng tại viện của ông ở Pháp, khẳng định rằng chloroquine có thể chữa trị bệnh nhiễm virus corona. Vị bác sĩ có uy tín này của nước Pháp cũng như trên thế giới còn đi xa hơn khi đề xuất cho sử dụng đại trà trong việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Tuyên bố này của ông đã gây chia rẽ giới khoa học ở phương Tây. Một số bệnh viện Pháp cho rằng sẽ sử dụng thuốc này, nhưng số khác lại tỏ ra dè dặt vì nghiên cứu chỉ mới thực hiện trên một số ít nạn nhân, chưa tới 30 người. Do đó, việc đánh giá được hiệu quả thật sự của nó còn đang từ từ. Đó là bản tin sau cùng về thế giới, và chúng ta hy vọng cái tuyên bố của giáo sư Didier Raoult này sẽ là một chuyện có thật, Thượng Đế ban cho chúng ta để có thể thoát khỏi đại dịch. Mời quý vị trở lại với Mai Tuấn sau phần thông tin thương mại để có một vài tin về châu Á với một hai tin chính như sau. Ở Trung Quốc, sau virus corona, bây giờ lại tới virus Hanta gây chết người. Virus corona có thể đã lan ra ngoài nước Trung Quốc đại lục từ cuối năm ngoái lận. Đó là hai bản tin chính về châu Á. Mời quý vị trở lại với Mai Tuấn quý vị nhé.